Liệu rằng cơ quan chức năng có tìm thấy Diễm My, nhóm trọc giả sư có chịu khai nhận hành vi của mình? Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Chúc quý vị sẽ có ngày mới tràn đầy niềm vui. Thưa quý khán giả, cuối cùng sau 2 năm mòn mỏi, một mình tìm con, thì ông Thắng bà Mai đã đón nhận tin vui đầu tiên. Đó chính là chính quyền đã vào cuộc truy tìm Diễm My trên phạm vi cả nước. Bởi vì trước đó, theo dõi xuyên suốt drama này, chúng ta đã thấy vợ chồng ông Thắng bà Mai đã cực khổ như thế nào trong hành trình 2 năm tìm con. Trong livestream của bà Phương Hằng thì vợ chồng ông bà Thắng Mai cũng đã từng bộc bạch, đã nhiều lần tìm đến gặp Trọc Bảy Màu để xin hãy tìm kiếm Diễm My. Tuy nhiên, bị Trọc Bảy Màu thẳng thừng từ chối, sau đó hai vợ chồng tìm đến CEO Phương Hằng. Và kể từ khi tìm đến vị CEO để nhờ cứu giúp, thì thật may cơ quan chức năng đã vào cuộc bắt nhóm người giả sư tại tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì tung tích về Diễm My vẫn là một ẩn số. Nhưng có lẽ sự vào cuộc tìm kiếm Diễm My trên phạm vi cả nước được cơ quan chức năng truy tìm và đồng thời kêu gọi ai có thông tin về Võ Thị Diễm My thì lập tức liên hệ với cơ quan chức năng đã là một tin vui với gia đình vô phúc của ông bà Thắng Mai. Thay vì phải tự lực tìm con trong vô vọng, không phương hướng, giờ đây thì gia đình họ đã có thêm một động lực để hy vọng ngày con gái có thể trở về đoàn tụ cùng gia đình. Thế nhưng trước thông tin này, nhiều cộng đồng mạng cũng đã thắc mắc rằng bất cứ thông báo quyết định nào cũng có thời gian thi hành. Vậy thì cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ tìm Diễm My trong bao lâu? Giả sử không tìm được Diễm My thì sẽ như thế nào? Tìm hiểu về thông tin này thì kênh Bản tin Online ghi nhận một số thông tin liên quan đến trình tự thủ tục tuyên bố một người là mất tích để cùng chia sẻ đến quý vị. Trường hợp ba mẹ của Diễm My đề nghị tuyên bố con của mình mất tích và tìm kiếm, người có quyền lợi liên quan có yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích kèm theo đơn yêu cầu gửi tài liệu chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu cần tuyên bố mất tích đã biệt tích 2 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm. Trường hợp trước đó đã có quyết định của tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, tòa án cho quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích. Thông báo tìm kiếm phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp, cổng thông tin điện tử của tòa án, ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu có và phát sóng trên đài truyền thanh hoặc là đài truyền hình của cơ quan trung ương 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 4 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu, thì tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Như vậy, nếu áp dụng điều luật này thì phải chăng hạn tìm kiếm Diễm My chỉ trong vòng có 4 tháng hay sao? Có trường hợp không tìm được Diễm My, không tìm được nhân vật cốt cán trong vụ án này thì quá trình điều tra nhóm người trong tà am có bị ảnh hưởng hay không? Tuy nhiên, theo thông báo từ cơ quan công an tỉnh Long An, đơn vị trực tiếp xử lý vụ án này, trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, những tố cáo về nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Nhận định ban đầu Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc là người có liên quan. Cơ quan điều tra tìm kiếm để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo thông báo từ cơ quan công an tỉnh Long An, thời gian qua cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị bị can Lê Tùng Vân cùng các bị can khác ở tỉnh Thất Bồng Lai cung cấp thông tin liên quan đến Diễm My nhưng chưa có kết quả. Ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu không hợp tác với cơ quan điều tra khi được hỏi về thông tin của Diễm My, nhóm bị can này đều không khai gì. Như vậy, dẫu cho Diễm My không được tìm thấy thì tội lỗi của nhóm người trong tà am đã gây ra cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, chứ không có chuyện không tìm được Diễm My thì họ thoát tội. Và theo như cơ quan chức năng đã thông báo, hiện tại tỉnh Thất Bồng Lai đang bị khởi tố với tội danh 331 và đang thu thập thêm bằng chứng có khả năng sẽ khởi tố thêm tội lợi dụng chiếm đoạt, lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân. Và chúng tôi tin chắc rằng bằng biện pháp nghiệp vụ của mình, dù nhóm người trong tà am có lì lợm đến cỡ nào đi chăng nữa, thì công an tỉnh Long An cũng sẽ có những cách thức tìm kiếm được thông tin của Diễm My và chắc chắn sẽ đưa ra những bằng chứng khiến họ phải cúi đầu nhận tội trước tòa án. Dự đoán sẽ có 3 thành viên nữa của tà am bị bắt, còn nhiều điều bất ngờ đây. Mến chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản tin Online.
Thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã cập nhật ở bản tin trước, công an đã bước đầu thông báo vụ án tại tỉnh Thất Bồng Lai đã bước đầu hé lộ rất nhiều tình tiết bất ngờ. Bà Cao Thị Cúc và ông Lê Tùng Vân chính là hai nhân vật chủ mưu liên kết lên kế hoạch rõ ràng cho mọi hành vi lừa đảo ở nơi này. Thậm chí công an còn hé lộ nhóm giả sư này rất lì lợm, không chịu khai báo. Tuy nhiên, chắc rằng với nghiệp vụ của lực lượng công an thì đám giả tu này có mà chạy đằng trời, sẽ dự đoán có thêm nhiều đối tượng nữa bị ông giáo bế đi chứ không dừng lại ở con số 5 người như hiện tại đâu quý vị. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Bởi vì ban đầu 4 cá nhân bị bắt là Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và hiện nay con số được chăm sóc đã lên 5 người khi thành viên tiếp theo bị gọi tên là bà Cao Thị Cúc, mama chủ quản của động tỉnh thất này. Và hiện tại tung tích của Diễm My cũng đang được cơ quan chức năng truy tìm nhưng đến giờ vẫn biệt vô âm tính. Điều này chứng tỏ vụ án đang ngày càng được mở rộng để điều tra với những thông tin trên và những gì mà kênh bản tin online theo dõi hơn 1 năm qua. Thông qua drama của CEO Phương Hằng, chúng tôi đoán rằng số người bị bắt liên quan đến tà am sẽ không dừng lại ở con số 5 mà rất có thể sẽ có thêm vài người nữa của tà am bị mời vào tù, mà rất có thể sẽ có 3 trụ cột nữa của tà am bị mời vào tù. Vậy 3 người đó là ai? Và tại sao 3 người này sẽ nối gót cha mẹ anh chị vào tù? Thưa quý vị, khi thông tin bà Cao Thị Cúc bị bắt tạm giam, nhiều người đã bất ngờ tại sao Nhị Nguyên, Nhất Tuệ chưa bị bắt. Thưa quý vị, bà Cao Thị Cúc chẳng có gì bất ngờ khi bà này là chủ hộ, nơi bà ta làm chủ mà có đến 4 người bị phạm tội thì bà này dễ gì thoát được. Nên việc bắt Cao Thị Cúc chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thậm chí bắt bây giờ, nhiều người còn cho rằng là bắt muộn quá ấy chứ. Còn về Nhị Nguyên, mọi người cũng thắc mắc tại sao đến giờ này anh ta chưa bị bắt, trong khi Nhị Nguyên là một tay hoạt động sôi nổi cùng anh em của mình làm ra những chuyện phi pháp. Thậm chí, vì chưa bị bắt, anh ta còn tiếp tục vu khống lèo lái dư luận, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Điển hình là sự việc sau khi bà Cúc bị bắt, anh này ngay lập tức lên kênh YouTube nói rằng kết luận giám định được công an cung cấp thể hiện bà Cúc có mấy câu nói đã phạm điều 331. Ngoài ra, Nhị Nguyên cho biết, những lời nói của bà Cúc do người khác quay và đăng tải cũng là một người khác. Qua câu nói của anh Nhị Nguyên này thì tội của bà Cúc đã được giảm nhẹ, rằng bà Cúc chỉ có mấy câu nói vô tình phạm luật mà bà Cúc không chủ ý thực hiện. Tuy nhiên, như ở những bản tin trước chúng tôi đã cập nhật đến tất cả quý vị, bà Cao Thị Cúc không chỉ là người đồng phạm mà còn chính là chủ mưu trong rất nhiều sự việc của tỉnh Thất Bồng Lai này, chưa kể bà ta là người nắm chìa khóa, mọi tiền bạc bà ta đều nắm giữ cả và còn lên cả kênh VTV3 để PR cho nhóm giả sư bảo Huyền Trân là trẻ mồ côi nữa kìa. Chính sự lương lẹo trong câu nói này của Nhị Nguyên cũng có thể khiến thế lực phản động dựa vào chống phá chính quyền, nên ngay lập tức công an đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và khẳng định bà Cao Thị Cúc có vai trò cầm đầu cùng ông Lê Tùng Vân thực hiện hành vi phạm tội. Vậy tại sao đến giờ này Nhị Nguyên chưa bị bắt nhỉ? Theo như kênh bản tin online suy đoán thì chưa phải là tha đâu quý vị, mà là chưa bắt thôi. Bởi vì theo như chúng tôi nghĩ rằng, một lý do nhân văn là ở tỉnh Thất Bồng Lai cũng còn 6-7 đứa trẻ đang trong độ tuổi đến trường. Ít nhất cũng có một người đàn ông ở lại để lo cho họ. Nên cũng rất có thể là vì tinh thần nhân đạo Nhị Nguyên chưa bị bắt, hoặc cũng có khả năng là công an sẽ giải quyết bắt những người trọng tâm, trọng điểm của vấn đề trước, những tên cầm đầu, chủ chốt của vụ án trước. Còn lại những người tội nhẹ hơn hoặc là những người đang thu thập chứng cứ thì sẽ xử lý sau, làm từ từ cuốn chiếu. Vì thế một trong ba người mà kênh bản tin online nghĩ rằng sẽ bị bắt vào tiếp theo chính là Nhị Nguyên. Hai cá nhân còn lại dưới góc độ của chúng tôi có thể là Huyền Trân hoặc là Kỳ Duyên hoặc có thể là Nhất Tuệ. Hai trong ba người này sẽ được gọi tên hoặc thậm chí là cả ba sẽ bị bế đi. Bởi vì kênh bản tin online nghĩ rằng nếu như tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản trong tà am được cơ quan chức năng xác định là có căn cứ và cả 5 người bị bắt khai ra thì chắc chắn phải điều tra những người còn lại của tà am như là Huyền Trang, Kỳ Duyên, Nhất Tệ, Huyền Trân. Liệu rằng những người này có biết đến tiền mà họ sử dụng hàng ngày là do hành vi phạm tội mà có hay không? Chắc chắn một điều, với số tiền đã chiếm đoạt, bà Cao Thị Cúc là người nắm giữ chi tiêu trong gia đình, những con người tại đây cũng sẽ sử dụng số tiền đó. Vậy tiền mà họ cầm trên tay tiêu xài, nếu Huyền Trang, Kỳ Duyên, Nhất Tuệ hay là Huyền Trân biết do phạm tội mà có thì những người này cũng sẽ rơi vào tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Và chúng tôi tin chắc rằng những con người ở trong này
đều biết rất rõ những hành vi phạm tội. Không thể nào Kỳ Duyên, Huyền Trang, Huyền Trân hay là Nhất Tuệ không biết những việc làm, những hành vi mà cha mẹ, anh chị em của mình vẽ nên kịch bản để lừa mọi người được. Bởi vì những người này khi tiếp xúc với truyền thông hoặc là khi nói với những người bên ngoài, họ đều tự nhận là trẻ mồ côi. Mà quý vị cũng biết, một trong những đám trẻ ở trong này là con của Huyền Trang và Kỳ Duyên. Vậy thì con họ sinh ra, tại sao họ không biết? Thậm chí là họ còn biết rõ cha đứa bé là ai, họ đã làm gì để sinh con nữa kìa. Vậy thì có khả năng rằng những người tiếp theo trong tỉnh thất bồng lai này sắp tới đây cũng sẽ bị bế vào đồn. Thưa quý vị, và với những phân tích nêu trên, chúng tôi nghĩ rằng ít nhất là khoảng 3-4 cá nhân nữa sẽ được gọi tên bế lên đồn, nâng tổng số người trong tà am bị dính vào vụ trọng án này có thể lên tới con số 8-9 người, thậm chí là tất cả những người lớn trong tà am này đều dính chạm trong vụ án cũng nên. Vậy còn quý vị khán giả, quý vị nghĩ con số này sẽ là bao nhiêu? Và hãy cùng bình luận chia sẻ quan điểm với kênh Bản Tin Online nhé. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ngày mà đám trọc giả sư này cúi đầu nhận tội trước tòa nha quý vị.